nhân danh cha và con và thánh thần amen cứ thưa cộng đoàn chúng ta đã bước vào chủ nhật thứ ba mùa vọng chỉ còn 10 ngày nữa chúng ta sẽ đón mừng đại lễ giáng sinh với tất cả tâm tình yêu mến và khát mong chúa đến chúng ta cùng lắng nghe lời chúa tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh matthew khi ấy, ông Gioan ở trong ngục nghe nói về những việc Đức Kitô đã làm. Ông sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Hay có đúng là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác?" Chúa Giêsu trả lời: "Các ông hãy đi thuật lại cho ông Gioan những điều các ông đã nghe và thấy. Người mù xem thấy, người què bước đi, Người phong được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại và người nghèo được nghe loan báo tin mừng và phúc cho ai không vấp ngã vì tôi. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Các ông đi xem gì ở sa mạc? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? vậy các ông đi xem gì một người ăn mặc lụa là gấm vóc ư nhưng những người ăn mặc lụa là gấm vóc thì ở nơi cung điện nhà vua vậy các ông đi xem gì một tiên tri ư phải tôi nói cho các ông và còn hơn một tiên tri nữa chính về ông có lời chép rằng đây ta sai sứ giả của ta đi trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi quả thật tôi bảo các ông trong số những người do phụ nữ sinh ra không có ai cao trọng hơn ông do an tẩy giả nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật hôm nay, một ngày thật đặc biệt được gọi là Chủ nhật hồng. Sắc hồng đã vươn lên giữa cả một mùa tím ngắt. Màu hồng là biểu hiện của niềm vui. Vì thế niềm vui đã trỗi dậy giữa những khát khao mong chờ. Chủ nhật hôm nay được đánh dấu bởi lời mời gọi của Thánh Phaolô anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa Tại sao phải vui? Thưa quý ông bà, anh chị em Chúng ta phải vui vì Chúa đã đến gần Vì Đấng mê đã xuất hiện Vì tình Chúa yêu con người quá đỗi nhiệm màu Vì ngày giải thoát chúng ta sắp đến Ngài đến không chỉ để người mù được thấy Kẻ què được đi người phong được sạch kẻ điếc được nghe người chết sống lại mà ngài còn đến để giải phóng con người toàn diện đưa con người vào hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu ngài đến để nối kết đất trời để cho con người được làm con thiên chúa vì thế đó không phải là niềm vui hời hợt hay thuần túy cảm xúc mà là một niềm vui thật trong tâm hồn niềm vui trong tâm hồn phải ánh lên từng đôi mắt rạng rỡ trên từng khuôn mặt để khuôn mặt của người kitô hữu phải là một khuôn mặt vui tươi đức giáo hoàng phan Cô ngài cũng nói một người kitô hữu mà không vui tươi thì người đó không phải là kitô hữu đúng nghĩa niềm vui của tâm hồn phải làm cho chúng ta tiến bước và mang lại cho chúng ta sự can đảm. Thưa quý ông bà anh chị em, niềm vui đó không phải để chúng ta giữ cho riêng mình. Nhưng chúng ta được mời gọi để chia sẻ niềm vui cho người khác bằng cách đem niềm an ủi cho những người cô đơn bất hạnh, đem niềm hy vọng cho những người nghèo và yêu thương giúp đỡ những người bệnh tật. Đặc biệt Màu hồng cũng là màu của tình yêu Vì yêu thương Thiên Chúa đã tự hủy chính mình Trở nên giống con người Và đồng hành với con người Cả cuộc đời của Ngài cũng tràn trề tình yêu thương Từ cách sống, lời giảng dạy, sự hy sinh, niềm tin và sự phục vụ của Ngài ngài quả là một món quà quý giá được trao ban cho nhân loại và chúng ta thật vui mừng hạnh phúc khi được lãnh nhận món quà quý giá ấy thưa ừ, quý ông bà anh chị em đã đến lượt của mỗi người chúng ta mỗi người phải mang món quà quý giá cuộc đời mình để trao cho anh em để niềm vui lại nối tiếp những niềm vui để hạnh phúc lại nảy sinh những hạnh phúc để người người có thể siết chặt tay nhau và chịu con tim hòa chung một nhịp đập lúc đó giáng sinh về đèn hoa lấp lánh nhạc vang réo rắc lòng người rộn rã hát chung bài tình ca yêu thương trong an bình và hạnh phúc amen